Chào mọi người, hôm nay Hà Lan sẽ làm 4 món bánh giang giang vô cùng hấp dẫn. Tưởng không dễ nhưng thực ra cũng không quá khó để có thể làm được tại nhà. Đầu tiên là món bánh cốm thơm ngọt, không thể bỏ qua trong những ngày mùa thu. 4 lá dứa bạn xắt nhuyễn rồi xay với 150ml nước. Sau đó lọc bỏ xác, rồi trộn cốm với nước lá dứa và ngâm 1 tiếng cho cốm nở mềm. Đậu xanh ngâm nước 2 tiếng rồi cho vào nồi đun với một nửa chén nước. Cho đậu vào máy xay với 50ml nước cốt dừa và 50g đường. Sau đó cho đậu đã xay vào chảo và xên khoảng 8 đến 10 phút, châm từ từ một muỗng dầu ăn vào và đảo liên tục đều tay cho đến khi đậu kết thành khối và không còn dính chảo nữa. Cho dừa sợi vào đảo đều rồi tắt lửa. Bây giờ cho vào chảo không dính 15g đường và 120ml nước rồi đun sôi cho đường tan hết. Cho cốm vào đảo đều mạnh tay ở lửa nhỏ đến khi cốm nát nhuyễn. Bôi ít dầu vào miếng ni lông gói bánh, chia nhân thành nhiều phần nhỏ khoảng 40g. Dàn cốm ra cho nhân vào giữa, gọn gàng túm lại cho cốm bọc hết phần nhân, rồi gói lại thành miếng vuông vức. Chà, đẹp quá! Khi nguội bánh sẽ vừa mềm và không nhão, có mùi thơm nhẹ của cốm và lá dứa rất là hấp dẫn. Tiếp theo là món bánh với cái tên rất lạ là bánh gan. Đầu tiên bạn cho 4 hoa hồi vào chảo rang ở lửa nhỏ khoảng 2 phút cho thơm. Băm nhỏ 110g đường thốt nốt, rồi cho vào đun với 250ml nước cốt dừa cho đến khi đường tan hẳn. Cho hoa hồi đã rang vào cho thơm nhé. Thoa một lớp dầu vào khuôn và bỏ vào lò nướng đã làm nóng sẵn ở nhiệt độ 180 độ C để 15 phút cho khuôn nóng. Bây giờ đập 4 trứng vịt vào tô và quậy đều nhẹ tay cho tan. Hòa một muỗng bột gạo với 2 muỗng nước nguội. Sau đó hòa một muỗng cà phê bột cacao rồi đổ vào chung với hỗn hợp trứng và cốt dừa. Khi khuôn nóng, bạn lấy ra và nhanh tay đổ hỗn hợp này vào khuôn thông qua một cái rây, đem nướng 40 phút ở nhiệt độ 180 độ C, đến khi bánh chín và không dính vào cái tâm cắm vào giữa là được. Để nguội hoàn toàn rồi lấy ra khỏi khuôn, phải để vào tủ lạnh ít nhất 4 tiếng thì vị bánh mới đầm lại và thơm lừng. Miếng bánh rỗ chi chít trông hệt như miếng gan heo nên mới được gọi là bánh gan, cực kỳ thơm, béo ngọt và mát lạnh nữa. Bạn thử xem nha! Tiếp theo là món bánh phục lên nhiều màu sắc, làm rất dễ và không cần lò nướng. Cho đường và nước cốt dừa vào nồi đun ở lửa nhỏ, khuấy đều cho đến khi đường tan thì tắt bếp và để nguội. Bỏ lá dứa vào bột rồi rang ở lửa nhỏ. Đảo đều tay cỡ 8 phút, đến khi lá dứa giòn và có thể dễ dàng bóp nát. Nếm thử thấy bột tan trong miệng là được. Cho qua rây để lọc bỏ phần lá dứa. Áo khuôn với ít bột để chống dính. Sau đó mình sẽ nhuộm màu cho bánh. Cho vài giọt màu bạn thích vào hòa với một muỗng canh hỗn hợp nước cốt dừa rồi đổ vào trộn với 3 muỗng canh bột. Bạn trộn bằng máy hoặc bằng tay đều được nhé. Khi bột nát miệng thì cho vào khuôn và nén chặt, rồi gõ ra là có ngay những cái bánh đầy đủ sắc màu, thơm thơm mùi lá dứa, ngọt ngọt, béo béo và tan ngay trong miệng. Ăn kèm ly trà nóng thì bảo đảm ai cũng mê. Bạn cũng đừng bỏ qua món bánh quy nhân dừa thơm ngọt này nhé. Cho 170g dừa vào ngào với 80g đường, khoảng 2-3 phút cho đến khi đường tan. Pha 15g bột nếp với 2 muỗng nước, rồi cho vào chảo và đảo đều 1-2 phút. Cho mè và đậu phụng rang giã nhỏ vào nữa, trộn đều rồi tắt bếp. 190ml nước lá dứa đem đun nóng đến 80 độ C, trộn 200g bột nếp với 1 muỗng bột gạo, 15g đường và một chút xíu muối. Đổ nước lá dứa đã đun nóng từ từ vào rồi nhào nhuyễn, đến khi bột kết dính thành khối. Bọc lại bằng ni lông và cho bột nghỉ 15 phút, sau rồi chia ra 10 phần. Lấy từng phần vo tròn ép dẹp rồi cho nhân vào giữa, khéo léo nặn bánh thành viên tròn. Rồi ép viên bánh vào khuôn đã bôi dầu để tạo hình. Chà, xinh quá! Cho bánh vào nồi hấp khoảng 8 phút, rồi lấy ra quấy ít dầu cho mặt bánh bóng đẹp và không bị khô. Lấy khăn bọc nắp nồi hấp lại để tránh nhỏ nước làm nhão bánh. Trời ơi, ngon liệm! Cuối cùng là món bánh tạt dừa ngon khó cưỡng. Bạn đánh tan trứng gà rồi chia làm 2 phần. Phần đế bánh bạn cho 60g bơ vào đánh với 30g đường cho đến khi bơ sốt. Cho nửa phần trứng gà vào và đánh đến khi hỗn hợp đồng nhất. Sau đó cho 120g bột mì với 20g bột sữa vào trộn đều. Nhào cho bột thành khối rồi bọc lại cho bột nghỉ trong tủ lạnh khoảng 20 phút. Phần nhân bạn cho 250g dừa bào vào chảo ngào với 70g đường. Thêm 25g bơ, 25g bột bắp, 30g bột nếp và 25g bột sữa vào nữa. Đảo đều 1-2 phút rồi tắt bếp để nguội và chia nhân làm 8 phần. Lấy 30g phần bột đế bánh, ấn đều vào khuôn, dùng nĩa ấn các lỗ nhỏ ở đáy khuôn để bánh chín đều. Đắp phần nhân lên và tém cho hơi nhô lên ở giữa. Với hỗn hợp trứng còn lại lên bề mặt, rồi rắc mè rang lên nào. Bạn cho bánh vào lò đã làm nóng,
nướng khoảng 20-25 phút ở 180 độ nhé. Bánh thơm lừng với lớp vỏ ngoài vàng giòn, bên trong nhân dừa mềm ngọt, sừng sực, rất ngon miệng, ăn mãi không ngán. Chúc các bạn thành công với 5 món bánh của ngày hôm nay. Nhớ vào ấn nút theo dõi trang Facebook Helen Recipes để xem video hàng trăm món ăn khác nữa. Helen có nguyên một thư viện các món ăn Việt trên trang này luôn, nên mọi người nhớ ghé chơi nha.